Xin chào các bạn học sinh thân mến, mình tên là Lại Thu Hiền, đến từ lớp 8A tại trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh. Ngôi trường của mình được đóng chân trên địa bàn xã Bầu Có. Đây được coi là một trong những vùng khó khăn nhất ở huyện Nha Ba, tỉnh Gia Lai. Mình có rất nhiều các sở thích như đi chơi, đọc sách, nấu ăn, ngủ, nhưng đặc biệt mình thích nhất là đọc sách, đặc biệt là những cuốn sách kể về những chuyến phiêu lưu của các loài động vật như chuyện Chuyến Nhà Phiêu Lưu Quý của nhà văn Tô Hoài, Con Chó Bớp của nhà văn Jack London. Đặc biệt là có một cuốn tiểu thuyết đã truyền cho mình những ấn tượng làm cho mình có ấn tượng sâu sắc nhất, đó chính là tác phẩm Chó Bi Đờ Du Lạc của nhà văn Ma Văn Kháng. Ma Văn Kháng là một nhà văn nổi bật của nền văn học đương đại Việt Nam sau nửa thế kỷ 20, đặc biệt từ khi bắt đầu thời kỳ đổi mới. Các tác phẩm của ông đã đạt được nhiều giải thưởng như Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2012, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2001 và Giải thưởng về văn học ASEAN. Ông được công chúng biết đến do được trích dẫn trong văn chương, chương trình giảng dạy. Ông đã sáng tác hơn 20 tiểu thuyết, gần 200 truyện ngắn, phần lớn lấy cảm hứng từ sử thi và thế sự đời tư, đề cập phần nhiều đến cuộc sống và con người vùng Tây Bắc. Tác phẩm đầu tiên của ông là Chuyện Ngắn Phố Cụt, được đăng trên báo Văn Học, tiền thân của báo Văn Nghệ. Tác phẩm mới nhất theo dự kiến là tác phẩm cuối cùng của ông, được xuất bản vào tháng 9 năm 2017, chính là tiểu thuyết Chim Én Lượn Trời Cao. Tác phẩm Chó Bi Đờ Lưu Lạc là một tiểu thuyết tiêu biểu của nhà văn Ma Văn Kháng. Bìa sách mặt trước của tác phẩm gồm tên của tác giả, luận điểm chính của tiểu thuyết và tên của nhà xuất bản. Bìa sau của cuốn truyện gồm những mã vạch, giá tiền và cả những dòng chữ tóm tắt lại cuộc đời của chú chó Bi. Tổng cộng tiểu truyện gồm có 259 trang. Khi ta đọc qua những trang giấy ấy, ta lại thấy thương cho cuộc đời của chú cún Bi. Sau đây mình xin phép được giới thiệu cuốn truyện này. Vì cuốn truyện khá dài nên mình chỉ chọn những phần được mình coi là hay, hấp dẫn, lôi cuốn và nó được mình in sâu vào trong tâm trí. Mình đã tìm thấy trong cuốn Chó Bi Đờ Lưu Lạc của nhà văn Ma Văn Kháng một sức sống mãnh liệt. Mỗi lần đọc, mình lại tìm ra cho mình những hy vọng mới để vươn lên và không ngừng phấn đấu. Bằng ngòi bút tài tình của mình, nhà văn Ma Văn Kháng đã vẽ nên một khung cảnh thôn quê nghèo khổ dưới cái nhìn của nhân vật tôi. Ẩn sâu dưới những mảnh đời khốn khổ đó là tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm và hơn cả lòng trung thành của chú chó Bi. Điều đó thể hiện rõ nhất trong những chi tiết chú chó Bi ngứng ngẩy, bướng bỉnh, trốn trong mọi ngóc ngách để nhất quyết tuyệt thực. Là vì không quen nhà, cơm không ngon hay là vì tưởng đến người chủ cũ xưa kia, nhưng không vì thế mà chú tuyệt tình với chủ nhà mới đến hết cuộc đời trong cái kén ngại cỡ đó. Được yêu thương, chăm sóc chu đáo, cuối cùng chú cũng đã quen với gia đình mới của Toàn. Hình ảnh chú chó Bi khiến tôi thấy nó như một đứa trẻ mới lớn, thường bảo thủ nhưng đơn giản, đáng yêu và lanh lợi. Tôi yêu mến cái cách chú chó Bi kiên cường chống lại những căn bệnh đeo bám dai dẳng. Ngưỡng mộ cái cách cứ quật ngã đối thủ nặng ký nhờ sự nỗ lực, kiên trì và thông minh. Ngoài những câu chuyện xoay quanh cuộc đời của chú chó Bi, câu chuyện còn phần nào hé lộ quá khứ năm xưa của bà Trang. Bà Trang là mẹ của nhân vật tôi. Bà Trang là con gái của một ông giáo dạy văn học cổ điển Việt Nam Trung Hoa. Bởi là con nhà gia giáo nên bà luôn biết cách cư xử đúng mực và nhan sắc thì khỏi phải bàn cãi. Với cái vẻ đẹp thuyết tục đó đã khiến cho hai cậu học trò ngang tài ngang sức của ông giáo phải mê mẩn. Người thứ nhất xuất thân từ một gia đình có truyền thống nho giáo nhưng đã tàn lụi từ lâu, chẳng là người thượng thắn, đơn thuần, chân thật, luôn hướng về cái thiện. Chàng ta trắng trẻo lại cao giáo nên chiếm được nhiều phần thiện cảm hơn. Người thứ hai cũng vậy, chỉ khác anh ta thanh nhã hơn. Trong khi người thứ nhất ngày ngày bên đèn sách thì người thứ hai dành toàn bộ tinh lực chạy hàng trăm mét với mong muốn giành được tình yêu của bà Trang. Nhưng may mắn không đến với người thứ hai, mọi nỗ lực đều không dẫn đến điều mà anh ta mong muốn. Sau này ông mệnh người thứ hai về thăm bà Trang, thì chó Bi đã tỏ ra rất ương bướng, sủa tất bật, thậm chí còn lăm le chỉ lựa thời cơ đất lấy chân ông ta. Điều đó cho thấy trong quan hệ với những kẻ đi bằng hai chân, nó tỏ ra rất nhạy cảm, nó coi thường ra mặt kẻ hợm của mà tỏ ra thương hại bà Trang là ông mệnh. Nó tấn công tên Viễn Cụt trong chiến tranh thì tự chặt lấy tay mình để được về tuyến sau, hòa bình lập lại, gặp thủ tướng cũ, ân nhân của hắn. Không ơn thì chớ, hắn dắp tâm vu cáo để ông vào tù, rồi ở nhà dỡ cho bị ối, đê tiện nhằm chính đạt tội người ta. Nó khinh thường ra mà kẻ xuân trương, trơ chén, đáng điếm, chốt nát, chuyên sử dụng người khác làm điều trái với lương tâm, lại còn được trưởng ban văn hóa, văn nghệ phường. Chú chó Bi là hiện của cái đẹp, cô
không chỉ ở hình thức bên ngoài mà còn là phẩm chất bên trong. Bi không bao giờ tỏ ra nhục nhã trước miếng ăn, mặc dù xưa kia nó chỉ được ăn cám. Nó giàu lòng tự trọng, luôn hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao cả nhất. Điều đó thể hiện rõ nhất ở chi tiết thiền đắm, lúc tình thế tưởng chừng chẳng thể cứu vãn được ấy, mọi người hoảng hốt, lo sợ vì chú chó Bi chỉ lặng lẽ leo lên trên nóc thuyền và cứu sống ông Thuần. Bi là một chú chó tuyệt đối trung thành với chủ và một đời sống thủy chung tình nghĩa là những phẩm chất đáng được ca ngợi ở nhân vật này. Chỉ hai lần Bi được miêu tả trong quan hệ xã hội đồng lại. Lần thứ nhất là trận huyết chiến với kẻ thù mạnh hơn gấp bội là con sồm độc ác của nhà Viễn Phụt. Lần thứ hai với mối tình sét đánh với con trắng nhà anh Thái. Phần lớn chuyện là những sự kiện mà tính cách Bi được khẳng định trong quan hệ xã hội với con người. Trước hết là những người có học vấn, có nhân cách cao và chứa chan tình thương với nó như bà Trang, cậu Tán, ông Thuần. Ở trong những mối quan hệ này, nó tỏ ra rất thân thiết vì nó cảm nhận được họ là những người tốt. Sau khi trải qua bao trầm luân lưu lạc, nhưng Bi lại chẳng thể trở về với bà Trang và cậu Toán. Một chú chó tốt như thế đáng lẽ phải được người ta yêu thương, trái lại phải lăng bạt ở nơi chú không hề hay biết. Qua tác phẩm cho chúng ta thấy được giữa cuộc sống bộn bề bế tắc, biết bao nhiêu là nỗi lo tan cơ cực cùng với khổ cực cùng với chú chó Bi, nhà văn Ma Văn Kháng đã khắc họa Bi là hiện thân của cái đẹp. Trải qua biết bao nhiêu nỗi lo cơ cực, Bi như một sợi dây sâu chuỗi kết nối hết các sự kiện trong những mối quan hệ lại với nhau. Ở đấy có những mảnh đời éo le bất hạnh, nhưng không vì thế mà nó bỏ cuộc, nó vẫn luôn cố gắng khát khao vươn lên bằng chính sức lực của bản thân mình. Chó Bi đời lưu lạc là một tác phẩm hay, sống động và nó còn cho mình những bài học mới. Tác phẩm như là một lời động viên vô hình khiến tôi cảm thấy tự tin hơn. Nếu được chọn là đại sứ văn hóa đọc, mình sẽ dốc toàn bộ khả năng, tri thức, những tầm hiểu biết của mình để lan truyền, khuyến khích các bạn học sinh hay mọi người dân Việt Nam đọc sách nhiều hơn. Người xưa đã có câu, sách như kho báu của đời, giúp ta hiểu biết đất trời nước non. Sách đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống của nhân dân chúng ta. Bởi vậy, sách không chỉ là một khối hình chữ nhật, mà trong khối đó có vô vàn chữ tiếp thêm cho ta những kiến thức cần áp dụng trong đời sống hàng ngày. Đối với mình, sách như một người bạn, một người thầy hay là một nơi có những khoảng trống để mình có thể nhìn lại được những ngày mình trải qua như thế nào. Nó có bộn bề, tấp nập, lúc vui buồn hay lúc bực tức, mình đều tìm đến sách. Mình ngồi trong không gian trống chỉ có mình và cuốn sách, rồi mình đọc qua những trang về ấy, mình lại lấy lại được tinh thần, niềm vui và rút ra được một bài học mới cho bản thân. Vì vậy, mình sẽ lan tỏa tình yêu sách của mình đến mọi người để các bạn có thể tìm thấy được những lời khuyên chân thành trong cuộc sống. Mình sẽ tuyên truyền cho mọi người thấy rằng sách là một yếu tố để hình thành lên nhân cách, nhân phẩm, đạo đức của mỗi con người chúng ta. Sách giúp chúng ta nâng cao được tầm hiểu biết, tri thức của mình, nhân cách của mỗi con người chúng ta. Nó giống như một mầm cây xanh được trồng trên một mảnh đất hoang vu, xung quanh chỉ có những hạt mầm khác đang lớn dần lên. Còn cuốn sách là những giọt nước, ta bỏ ra một chút ít thời gian, đọc nhiều sách một chút, như chính bản thân mình đang ngậm một củ sâm quý hiếm. Thêm dinh dưỡng cho mầm cây xanh phát triển tươi tốt, trở thành những cây trưởng thành giúp ích cho gia đình, bản thân và xã hội. Nếu là đại sứ văn hóa đọc, mình sẽ là thành viên của các hội sách. Mình sẽ được giao lưu với các bạn, anh chị cùng chung niềm đam mê. Từ những lần gặp gỡ đó, mình có thể lan tỏa tình yêu sách cho mọi người nhiều hơn và mình có thể cất tiếng nói, truyền cảm hứng đến với cộng đồng. Với tư cách là một đại sứ văn hóa đọc, mình sẽ tuyên truyền mọi người cùng một chí hướng, sách cho ta biết xa biết gần. Cuốn sách kho sử ngàn năm lưu truyền, mình sẽ tạo nên một thế hệ luôn biết tận dụng, áp dụng những kiến thức của bản thân ta biết vào trong cuộc sống hàng ngày. Mình sẽ làm điều đó bằng cách lập một nhóm đi tuyên truyền đọc sách đến với những người xung quanh. Mình sẽ lên các trang mạng để đăng các bài viết hay livestream để tuyên truyền cho các bạn ở các nơi khác hay các nước khác đọc sách nhiều hơn. Qua đó, mình cùng các bạn đồng hành sẽ tìm thấy tiếng nói chung, sự đồng cảm của mọi người xung quanh và mọi người ở các tỉnh thành khác. Từ đó, mọi người có thể lan truyền nhau rộng rãi hơn và dần dần lan ra cả nước Việt Nam.